Ê, chẳng chị toàn vào muộn thôi chị yêu ơi. Cứ tạch không đi vào thì đấy nó bỏ anh đánh gì anh cu hô lên anh. Hô lên, sao gấu? Má ơi, tớ vừa vào muộn nè bạn. Tớ khuyến khích như mọi ngày. Tớ ung dung bạn ơi, giải xỉu. Tớ ung dung, tớ cứ nghĩ như bạn ngày. Mọi ngày, nhưng hôm nay tớ nghỉ 30 phút bạn ạ. Ê ơi. Não cá vàng các bạn ơi. Đầu tớ bị hỏng rồi. Tớ bị hỏng rồi. Tầm này sao mọi người chơi ít ta? Chả thấy ai là sao? Chẵn tứ này à? Thôi đừng khen em dễ thương được không? Khen em dễ thương thì cho em một con bò đi. Chẵn sắp đôi. Úc chẵn ạ à? Ai úc chẵn không mọi người? Sắp đôi của ai? Em cảm ơn con. Em cảm ơn anh vô kỷ. Anh vào lâu chưa? Anh gãy à? Thế làm lại tay lẻ đi anh heo. Làm lại. Nhẹ tay này em sợ bẻ cầu. Em buồn ngủ quá. Sao lại buồn ngủ? Sao buồn ngủ rồi này? Tôi ngủ rồi này trời. Húp lẻ cho em nào. Ba đỏ mọi người. Húp cầu. Húp anh vô kỷ ơi. Thế em mời tớ. Em á. Em mời đó. Chắc là em buồn ngủ. Em cảm ơn heo. Hai người 30 phút tranh thủ đâu. Đang đi vệ sinh anh ạ. Đang đi vệ sinh phải chạy vào live. Em cảm ơn anh cu. Bán 1-1 đi mọi người. Cầu em đấy vẫn quả này có chạy ra em nhỉ. Bán thử tay nữa nhá. Anh ơi đang bấm cầu anh cu ạ à, không bẻ được. Sắp đôi. Đánh đều tay đi mọi người. Bấm cầu đánh đều tay đi. Sắp đôi húp cho em nào. Húp chẵn. Em cảm ơn anh con. Lại nhá anh cu. Em cảm ơn anh vô kỷ. Em cảm ơn anh cô lô. Lẻ tứ đi. Lẻ tứ xỉu. Bẻ à mọi người. Em thấy mọi người bẻ nhiều. Húp xỉu cho em nào. Húp lẻ xỉu mọi người ơi. Khóc á, làm sao mà phải khóc anh. Mắc gì phải khóc, không cười cho người ta tức thì thôi, khóc còn gì. Em cảm ơn anh Pikachu, vào lâu chưa anh yêu. Em cảm ơn anh con. Ai húp lẻ không mọi người? Lẻ xỉu húp cho bé. Vẫn bám tứ cầu 1-1 nè. Chăn tứ. Bám đi mọi người, bám đều tay nha, đừng bích nha. Cuối cầu đừng bích, bám đều tay thì cùng lắm gãy một tay thôi nè. Húp cầu cho em mọi người, sắp đôi bám cho em nào. Cầu đẹp mọi người ơi. Bú cầu ngay. Húp chẵn ạ. Ai húp chẵn trong nhà mình ơi. Ai lên xem con bò thứ hai được không mọi người. Tránh được bú. Ok. Lẻ tài đi. Lẻ tứ tay. Má chẵn sắp đôi bẻ cầu rồi các anh ơi. Gãy mất rồi. Đánh đều tay gãy một tay nè. Tay sau làm lại nè. Cộng giải. Các em để ý. Bẻ cầu rồi ạ. Kiếm con bò thật là khó. Cái búng tim chả có luôn. Đây này khó nha. Em cảm ơn anh vô kỳ. Tuyệt vời. Chỉ có anh vô kỳ mới cứu được em bây giờ thôi. Cố lên anh nhá. Em chúc anh hút full. Chẵn sắp đôi. Chẵn đứng ạ. Hút chẵn cho em nào. Ai hút chẵn không?
Gãy nặng à? Heo heo vẫn đang theo lẻ ấy, ba tay rồi. Nếu mà chuẩn thì tay này nó bẻ này, nếu mà không ra bệt thì tay này phải bẻ, chuẩn là phải bẻ nha. Em cảm ơn anh Vô Kế. Chuẩn câu là bẻ bằng chân, đúng là bằng chân là tay này bẻ nè. Tí đã sóc mạnh cho anh nha, anh Pikachu. Tay sau húp tay bẻ cho em. Em cảm ơn chị Hiền. Húp lẻ ba đỏ mọi người, bẻ bằng chân. Húp lẻ cho em nào. Em cảm ơn anh Pikachu. Ai húp lẻ nữa mọi người? Húp lẻ cho bé. Tay này dễ đổi vị quá. Em cảm ơn anh cô. Anh Vô Kỳ ơi, anh đánh gì ấy? Có thể cho em biết anh đánh gì được không? Sao hôm nay anh không chat à? Biết ngay đổi vị và chẵn sắp đôi. Sắp đôi ạ. Ai hút chẵn không mọi người? Em cảm ơn anh Vô Kỳ. Em chúc anh hút full ạ. Phút 13, lót tứ đi mọi người ơi, lót tứ ba tay cho em. Chẵn sắp đôi. Chẵn đúng mọi người, húp chẵn à. Ai húp chẵn không ạ? Mạnh tay lên em, vẫn chưa đủ mạnh, ok ok ok. Em mạnh được chưa? Em cảm ơn Vô Kỳ, em cho hay hút phun. Sao hôm nay cứ bắt người ta sóc mạnh tay ở sao? Đau tay chết đi được, bắt sóc mạnh hoài. Không biết yêu thương gì hết. Đang gãy đúng không? Lẻ tay bẻ cầu. Ba đỏ ạ. Húp lẻ nào. Đấy xem nào. Thôi. Em cảm ơn anh Kevin. Yêu. Cố lên anh Vô Kỳ nha. Cố lên Pikachu ơi. Anh ơi cố lên nào. Để nói nhiều. Ok ok. Sóc mạnh cho anh được chưa? Nó mạnh rồi mà nó không có ra má cái cầu này. Thôi không sao, để em làm lại cho. Sắp đôi. Nhưng mà cứ phải mạnh mới chịu đúng không? Được rồi, chiều ý nhà thơ nhá. Em cảm ơn anh Vô Kỳ, em chúc anh hút phun. Cố lên anh Vô Kỳ ơi, cố lên Pikachu ơi. Hôm nay em trông cậy tất cả vào các anh cứu em nhé mọi người nhé, cố lên các anh nhé. Vẫn chẵn đây nè, chẵn sắp đôi nè, thấy chưa, mạnh lắm luôn. Chắc phải sóc nhẹ lại rồi, mạnh không được phải sóc nhẹ lại đó. Anh Quả chưa, mà anh Quả không có trong live em đâu chị Momo ơi. Anh Quả ít khi trong live em lắm, không có đâu. À không bao giờ trong live em chứ không phải là ít khi. Cứ sắp thôi lên em, ok, 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 anh yêu, được. Cố lên Vô Kỳ ơi. Chiều ý nhà thơ. Lẻ xỉu. Húp lẻ xỉu cho em nào. Em cảm ơn anh DV. Anh đây rồi. Tạm được, mới tạm được thôi à, ok. Mới tạm được thôi. Khó thế nhở, khó tính thế. Hà Thơ xoáy nha. Không biết xoáy này xoáy ra gì đây.
Lẻ ba đỏ năm, húc ba đỏ bẻ cầu. Ba đỏ các anh ơi, em cảm ơn anh đấy về. Em cảm ơn anh về bờ. Ai húc ba đỏ mọi người? Mọi người đánh gì thế?